xin chào tất cả các bà cô chú anh chị. Hiện tại thì Tiến đang rim một cái nồi sườn nha anh chị. Đây, rất là thơm ngon. Sườn non. Tiến đang rim đường nha anh chị. Đang giai đoạn rim đường. Thì cũng như ông bà cô chú anh chị mà xem qua cái kênh của Tiến, mọi người cho Tiến một like, một lượt chia sẻ kênh nha. Để Tiến làm những cái món ăn hay và ngon hơn. Đó. Mọi người thấy đẹp, rất là ngon. Cái này thì Tiến mua với giá là hai cọng này là hai cọng sườn non là Tiến mua với giá là 51 ngàn nha mấy anh chị, trong siêu thị Bách Hóa Xanh.